diễn viên Việt Trinh bất ngờ hé lộ mối lương duyên và cuộc tình bí mật giữa cô cùng cố nghệ sĩ Vũ Linh. Người đẹp tay đôi Việt Trinh vừa chia sẻ ảnh kỷ niệm thời trẻ với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã gây cơn sốt mạng xã hội. Thời trẻ họ được mệnh danh là những ngôi sao nổi bật hàng đầu trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Trong bức ảnh cũ được Việt Trinh chụp cùng nghệ sĩ Vũ Linh khiến khán giả bồi hồi nhớ về một kỷ niệm gắn liền với những vở diễn, những bộ phim của hai thần tượng. Diễn viên người đẹp tay đôi khoe vẻ ngoài sắc sảo với gương mặt cân đối, đôi mắt to tròn. Trong khi đó, giọng ca cải lương tài danh Vũ Linh gây chú ý khi diện trang phục lịch lãm, cười rạng rỡ trước ống kính. Nói về bức ảnh này, Việt Trinh gọi đây là hàng hiếm và cô luôn giữ gìn cẩn thận để nhớ lại một thời hoạt động nghệ thuật sôi nổi của mình. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ rất nhiều lượt yêu thích và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước bức ảnh cũ mà nữ diễn viên chia sẻ, đồng thời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của cô. Trong đó đáng chú ý là bình luận của diễn viên Lê Phương, nữ chính thương con cá rô đồng. Đây là hai thần tượng của em ngày bé luôn chị ơi, mê coi cải lương và phim Việt Nam lắm luôn, giờ nhìn hình mà vẫn thổn thức. Nói về Việt Trinh, người hâm mộ luôn nhớ về một ngôi sao có nhan sắc cuốn hút, khả năng diễn xuất tốt. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án phim ăn khách, trong đó phải kể đến Người đẹp tay đôi. Thành công của vai diễn Bạch Cúc giúp cô được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Nữ diễn viên nói rằng vào những thập niên 90, khi biết cô đóng phim ở đâu thì khán giả lớn tuổi, sức khỏe yếu đều tranh thủ đến xem cho bằng được. Rồi cũng có những khán giả đứng chờ xếp hàng dài đợi Việt Trinh hàng giờ đồng hồ chỉ để chờ mình xuất hiện, mỉm cười và bắt tay họ một cái. Việt Trinh và Vũ Linh thuở vàng son của sự nghiệp đều là ngôi sao hàng đầu của làng giải trí. Nếu như Việt Trinh từng được mệnh danh là nữ hoàng ảnh lịch, thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng ông hoàng cải lương. Nghệ sĩ Vũ Linh tiết lộ bản thân được nhiều người mến mộ, hát ở sân khấu lên đến hàng chục nghìn khán giả. Sức hút của nam nghệ sĩ còn được minh chứng qua mức cát-xê mà anh nhận được. Năm 1992, tôi đi hát ở một đoàn bán 12.000 đồng một vé, người ta thu được 99 triệu thì biết bao nhiêu là khán giả. Lưu tôi nhận được là 15 triệu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chia sẻ. Mới đây, nữ diễn viên Việt Trinh chia sẻ, giữa tôi và anh Linh có một mối lương duyên tiền định khó gặp lần thứ hai. Vì cả hai đều hoạt động ở hai mạng sân khấu khác nhau nhưng lại được cùng nhau đóng phim. Lúc đó đều đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp nhưng tôi cảm nhận chất nghệ sĩ của anh Linh rất khác và tôi ngưỡng mộ anh vì điều đó. Lúc chúng tôi cùng tham gia bộ phim Cô bé mộng mơ, cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý, khán giả xem rất đông, ai cũng ghép đôi chúng tôi thành một cặp và suýt chút nữa là thành đôi thật. Nữ diễn viên Người đẹp tay đôi chia sẻ, có một lần diễn xong đi về, xe tôi bị hư giữa đường, lúc đó cả đoàn đều đã về hết, đường vắng tanh tôi sợ lắm. Thật may sao, anh Linh xuất hiện đúng lúc đó, anh ấy cho xe để lại đoàn phim rồi chở tôi về. Trên đường đi, cả hai chúng tôi trao đổi về phim, về cuộc sống và gia đình rất vui vẻ. Anh ấy không những đẹp trai, hát hay mà cũng rất hài hước, ai cũng có thể đổ gục trước anh ấy chứ không riêng gì tôi. Lúc đó tôi cũng khá nổi tiếng nên được nhiều người theo đuổi, nhưng tôi không để ý đến ai. Sau nhiều lần đi về chung và đến khi kết thúc phim thì bỗng nhiên anh Vũ Linh có nói với tôi một câu. Anh biết là tình cảm của anh và em đã đi xa hơn những gì chúng ta nghĩ rồi, nhưng anh xin lỗi Trinh, mình dừng lại ở đây chứ không thể đi xa hơn nữa em ạ. Anh sợ không thể mang lại hạnh phúc cho em. Nói xong anh ấy bước đi để lại tôi với nỗi buồn và một đống hỗn độn. Lý do gì đang vui vẻ thì anh Linh lại nói ra như vậy? Thật ra mà nói, chuyện tình cảm đó chưa ai nói ra với ai, chỉ là cảm nhận với nhau bằng con tim mà thôi. Sau này về Sài Gòn mới nghe một người bạn nói lại, anh ấy có nỗi khổ gia đình nên không thể yêu ai, anh sợ họ khổ và không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho họ. Ngày nghe tin anh Linh ra đi vì bạo bệnh, tôi rất buồn và khóc nhiều. Kể từ lần sau đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa, bây giờ hy vọng anh ấy ra đi thanh thản. Người đẹp tay đôi Việt Trinh sống thế nào sau khi giải nghệ? Sau khi tuyên bố giải nghệ, nữ minh tinh màn bạc một thời đưa con trai rời thành phố Hồ Chí Minh về sống ở ngôi biệt thự phường tại Bình Dương. Đầu năm 2022, Việt Trinh thông báo việc rút lui khỏi màn ảnh sau hơn 30 năm đóng phim. Nữ nghệ sĩ cho biết ở thời điểm này, cô cảm thấy trân trọng tình cảm gia đình và những người mình yêu thương. Là mẹ đơn thân, Việt Trinh muốn dành nhiều thời gian cho con trai, nhất là khi bé đang ở giai đoạn phát triển. Sau khi tuyên bố giải nghệ, cô đưa con trai từ thành phố Hồ Chí Minh về sống ở biệt thự vườn tại Bình Dương, tận hưởng không khí an yên. Khu vườn rộng 2.500m² được cô mua từ nhiều năm trước. Khi còn sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Trinh thuê hai người giúp việc để trông nom. Đến mùa thu hoạch, cô về quê để mang những loại trái cây, rau củ tươi sạch lên thành phố.
từ khi dừng làm phim, Việt Trinh hiện tập trung toàn bộ cho công việc kinh doanh. Hàng ngày ngoài việc chăm sóc và dạy con học, Việt Trinh ngồi thiền, đọc kinh Phật, tối đến tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, livestream bán hàng online hoặc trò chuyện với khán giả. Nữ diễn viên cho biết, thu nhập hiện tại vừa đủ cho hai mẹ con sinh hoạt vì nhiều năm nay cô đã chọn cách sống tiết kiệm, không tiêu xài phung phí hay mua đồ hiệu. Nghệ sĩ còn trích lợi nhuận từ việc kinh doanh để làm từ thiện. Việt Trinh từng tâm sự về cuộc sống của mình trong một livestream. Hạnh phúc không tìm ở đâu xa cả. Tôi hài lòng với việc một ngày ăn ba bữa, ngủ một giấc thật say và gần gũi với thiên nhiên. Từ khi giải nghệ, Việt Trinh chịu nhiều xăm soi từ cư dân mạng. Cô luôn phải nghe những câu nói như ba đứa nhỏ đâu, chồng chị cho chị tiền nuôi con không, và có lúc cảm thấy mệt mỏi. Nữ diễn viên khẳng định, từ khi quyết định nuôi con một mình, cô không lấy một đồng từ chồng cũ mà nuôi con bằng chính đồng tiền mình kiếm ra. Trinh tự nuôi con từ lúc mới đẻ cho tới bây giờ mà chẳng cần đồng tiền của người mà Trinh không muốn nói tới. Tất cả những người nuôi con một mình, dù bé có hoặc không biết mặt cha, cũng đều là những người phụ nữ bản lĩnh và rất cần tình thương vì họ phải bon chen, lăn xả ở ngoài đời, chịu đủ điều tiếng thị phi. Trinh cũng đã sống đủ thị phi để nuôi con đến năm nay 13 tuổi, nữ diễn viên nói. Ở tuổi 50, Việt Trinh quyết sống độc thân để lo lắng cho con trai. Cách đây không lâu, người đẹp tuyên bố sẽ ở vậy suốt đời, ở vậy nuôi con cho lành, bước thêm bước nữa hên xui lắm, mà U60 rồi thì xui nhiều hơn. Với Việt Trinh, con trai thiện nhân chính là nguồn vui, là động lực của cô và bản thân cô cũng không muốn đi bước nữa. Đặc biệt, dù đã ở tuổi 50, nhưng Việt Trinh vẫn giữ được sắc vóc tươi trẻ, mặn mà. Cô chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, kết hợp với ăn chay trường trong nhiều năm. Việt Trinh cho biết việc ăn chay không chỉ giúp cô đẹp hơn, dịu dàng mà còn đem lại sự thanh tịnh cho tâm hồn. Có lẽ như thế mà nét đẹp vượt thời gian của Việt Trinh luôn khiến các cô gái trẻ cũng phải ngưỡng mộ. Trong một cuộc livestream, người đẹp Tây Đô đang giao lưu thân tình với khán giả. Một người đàn ông bỗng bình luận cho chị già, Việt Trinh đáp lại bằng những lời trách nhẹ. Nếu nói 50 tuổi như Trinh mà không có nếp nhăn, chắc là lão hóa ngược kiểu baby quá. Cuộc đời này sinh lão bệnh tử, không ai trẻ hoài được mãi. Trinh cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Trinh không hiểu tại sao lại đi chê một người phụ nữ. Cho dù Trinh có là một người xấu, một người già hay người gì đi nữa cũng không nên như vậy. Vì không một ai muốn khi sinh ra mình là người xấu, không ai muốn mình già đi. Nhưng quy luật của tạo hóa rồi sẽ phải già đi. Ngay cả ba mẹ hay người thân của mình khi họ lớn tuổi, các bạn chỉ cần nói một câu, ba má già rồi, ba má hay quên, là đảm bảo tối hôm đó ba má ngủ không được. Việt Trinh thừa nhận mình không phải người tốt đẹp, nhưng khi biết mình sai ở đâu thì sẽ sửa ngay lập tức. Từ lúc có con, Trinh thay đổi cách sống và cách nói chuyện rất nhiều. Hồi xưa Trinh cũng nói bậy, nói tục, Trinh giỡn với bạn bè ở ngoài, nhưng Trinh sống livestream hoặc trước mặt con, trước mặt anh chị em trong gia đình thì chưa bao giờ chửi thề, nói tục một câu nào. Mặc dù cuộc sống của Trinh thành công, nhưng chưa bao giờ xuất xược hay nói lời khiếm nhã với anh chị em của mình. Lý do khiến diễn viên Việt Trinh quyết định giải nghệ, dừng tham gia diễn xuất, làm đạo diễn vì cô muốn toàn tâm chăm sóc cho con trai đang ở tuổi dậy thì. Việt Trinh nói, con trai thiện nhân năm nay tròn 13 tuổi, tâm lý nhiều thay đổi nên cần mẹ ở cạnh nhiều hơn. Chính vì thế, cô thấy mình không thể bỏ con đi làm phim liên tục. Tôi nghĩ con rất cần tôi ở bên cạnh thời điểm này, tôi không thể đi phim ngày đêm như trước. Với tôi, gia đình và con cái là điều quan trọng nhất, cô nói. Hơn 30 năm gắn bó với phim trường, việc giải nghệ không phải là quyết định dễ dàng. Vậy nên Việt Trinh cho biết dù dừng đóng phim nhưng cô vẫn sẽ nhận lời mời làm nhà sản xuất phim hoặc tham gia các chương trình làm đẹp, game show phù hợp. Hiện nay, ngoài thời gian dành cho con trai, diễn viên thường xuyên làm từ thiện. Cô thường livestream bán hàng online để lấy tiền làm từ thiện. Ở tuổi 50, diễn viên Việt Trinh vẫn sở hữu vóc dáng thu hút sự chú ý của khán giả. Cô ăn chay trường, thường xuyên tập thể dục để giữ vóc dáng. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc con trai, thỉnh thoảng về nhà vườn ở Bình Dương tận hưởng nhịp sống yên ả, chậm rãi. Việt Trinh sinh năm 1972, đóng phim từ cuối thập niên 1980 và trở thành ngôi sao điện ảnh đình đám từ những năm đầu thập niên 1990. Cô hoạt động cùng thời Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Mộng Vân, nữ diễn viên được khán giả biết đến qua các phim như Ngọc Trong Đá, Người Đẹp Tây Đô, Sao Em Vội Lấy.